Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Tiếp tục phát huy thành tựu của năm 2017-2018, Đà Nẵng xác định đẩy mạnh thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, tìm các dự án tiềm năng. Xuất khẩu thủy sản năm 2017 đã đạt được những thành tựu vượt bậc với mức là hơn 8,3 tỷ đô la Mỹ. Năm nay, xuất khẩu tôm và cá tra đóng góp 70% kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Giá cát tăng đột biến do nguồn cát tự nhiên ngày càng cạn kiệt. Vấn đề này đang đặt ra nhu cầu cần tìm giải pháp vật liệu thay thế cát tự nhiên. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, vào sáng ngày 4 tháng 1 tại Hà Nội đã diễn ra buổi hội đàm giữa cơ quan Tòa án tối cao hai nước. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình đã đánh giá cao kết quả hợp tác truyền thống giữa cơ quan Tòa án tối cao hai nước Việt Nam và Lào, thể hiện rõ nhất qua các hoạt động như trao đổi đoàn công tác giữa Tòa án Nhân dân hai nước ở cả cấp trung ương và địa phương, tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ tòa án cho nước bạn Lào, nhất là sau khi bản thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan được chính thức ký kết vào năm 2008. Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam sẽ hỗ trợ Lào thành lập tòa hành chính trong hệ thống Tòa án Nhân dân giai đoạn 2018-2020 với nguồn kinh phí dự kiến là 10 tỷ đồng. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho Tòa án Nhân dân tối cao Lào, Huân chương Độc lập hạng nhì, hạng ba cho lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao Lào. Năm 2017 được đánh giá là năm công tác đối ngoại nhân dân giành nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, hỗ trợ hiệu quả cho công tác đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước, góp phần củng cố tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới, đồng thời tranh thủ nguồn lực nước ngoài, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đây là những kết quả nổi bật được đưa ra tại hội nghị báo cáo tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức vào sáng ngày 4 tháng 1 tại Hà Nội. Thành công của công tác đối ngoại nhân dân năm 2017 không thể không kể đến thành tựu của công tác phi chính phủ nước ngoài trong việc vận động, tranh thủ nguồn lực nước ngoài, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội. Năm qua, Việt Nam đón trên 1.000 đoàn của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến làm việc. Giá trị viện trợ giải ngân duy trì ở mức 300 triệu đô la Mỹ. Ngoài việc tranh thủ nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội, thì thông qua cái công tác phi chính phủ nước ngoài, bạn bè quốc tế cũng tăng cường hiểu biết về đất nước, con người và chính sách phát triển của Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những thành tựu của công tác đối ngoại nhân dân năm 2017. Cho rằng đối ngoại nhân dân đã góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới, nhất là các nước láng giềng, các nước lớn và các đối tác quan trọng. Tham gia tích cực vào công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia dân tộc, hỗ trợ hiệu quả cho công tác đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước. Đảng ta đã xác định đối ngoại nhân dân là bộ phận cấu thành quan trọng của công tác đối ngoại chung của đất nước, có vị trí ngày càng quan trọng đối với sự phát triển và bảo đảm an ninh của đất nước. Trong thời gian tới, cùng với quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động đối ngoại nhân dân sẽ ngày càng được mở rộng, phát triển đa dạng, có tác động ảnh hưởng ngày càng lớn đến lợi ích quốc gia, dân tộc chúng ta. Ông Trần Quốc Vượng cho rằng, năm 2018 là năm bản lề trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Đòi hỏi công tác đối ngoại nhân dân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả hơn nữa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại trong tình hình mới. Năm 2017 thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Đà Nẵng tăng 6,5 lần so với năm 2016. 96 doanh nghiệp được cấp phép với tổng vốn đăng ký là gần 120 triệu đô la Mỹ. Tiếp tục phát huy thành tựu này, năm 2018 Đà Nẵng xác định là năm đẩy mạnh thu hút đầu tư. Do vậy, ngay từ những ngày đầu năm, thành phố đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tìm kiếm các dự án tiềm năng làm cơ sở cho hoạt động xúc tiến đầu tư và cấp phép đầu tư trong những năm tiếp theo. Không ngoài mục tiêu tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, có tính cạnh tranh cao,
Năm 2018, thành phố Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng rút ngắn khoảng 25% các thủ tục liên quan đến quy trình đấu thầu có sử dụng đất hay các thủ tục hành chính đối với từng lĩnh vực cho các nhà đầu tư. Đầu năm mới thì tôi đến để làm thủ tục thay đổi doanh nghiệp. Tôi thấy sự thay đổi tích cực trong cái thủ tục hành chính và nhanh chóng hơn, nhiệt tình hơn. Sự nhanh chóng trong cái tiến hành thủ tục là đem đến cho doanh nghiệp một sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn. Ngay từ đầu năm, Đà Nẵng lên các kế hoạch nhằm thu hút đầu tư. Đó là tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xúc tiến các dự án trọng điểm, hoàn thiện cơ chế chính sách kêu gọi đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin trực tuyến và hỗ trợ các nhà đầu tư tại chỗ. Hiện đang hoàn tất thủ tục quy hoạch chi tiết 3 khu công nghiệp để kêu gọi đầu tư. Năm 2018 để có thể thực hiện chủ đề 5 thì chúng tôi căn cứ vào mấy cái nguồn như sau. Thứ nhất là các cái dự án mà hiện nay chúng tôi đang xúc tiến từ năm 2017 cho đến nay. Và thứ hai nữa là tập trung vào các cái nhà đầu tư tại chỗ hiện nay đang hoạt động thành phố và giúp họ, hỗ trợ họ để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng vốn đầu tư. Và cái thứ ba nữa là tập trung vào các nhà đầu tư mới, làm tiền đề, làm cơ sở để cho các dự án này được tiếp tục cấp phép trong những năm tiếp theo. Một trong những cái nguyên nhân mà nhà đầu tư quan tâm đó là hiện nay là cái quỹ đất trống chúng ta cũng còn khá hạn chế. Và nếu mà chúng ta không thông được cái bài toán này thì tôi nghĩ là công tác xúc tiến đầu tư chúng ta trong thời gian tới cũng gặp khó khăn. Với chủ đề năm 2018 là năm đẩy mạnh thu hút đầu tư, có nghĩa Đà Nẵng ưu tiên nguồn lực, cơ chế cho doanh nghiệp, tiếp tục kết nối với các tập đoàn doanh nghiệp đã cam kết đầu tư trong các hoạt động tại tuần lễ APEC vừa qua và diễn đàn đầu tư 2017, tạo xung lực mới cho kinh tế xã hội thành phố trong thời gian đến. Thưa quý vị, thị trường tiêu thụ vẫn chưa được mở rộng, lượng than bán cho ngành điện giảm. Đó là những lý do chính khiến lượng than tồn kho của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản vẫn đang ở mức cao. Tình trạng tồn kho không chỉ dẫn đến ứ vốn mà còn có thể dẫn đến nguy cơ mất việc làm của hàng nghìn lao động. Gắn sản xuất với tiêu thụ đang là mục tiêu lớn của tập đoàn trong những năm kế tiếp. Và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự vào những ngày cuối năm 2017 tại vùng than Quảng Ninh. Những chủng loại than đã được phân loại ngay từ khu vực khai thác. Đây là một trong những biện pháp để các công ty than giảm tồn kho và có thể tiêu thụ ngay khi có khách hàng. Thế bây giờ là phải làm những cái loại than phẩm cấp theo cái nhu cầu của thị trường. Nhiều công ty khác cũng đã phải giảm sản lượng khai thác than so với kế hoạch đầu năm nhằm hạn chế tối đa than tồn kho. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp khai thác than này, việc giảm sản lượng vẫn phải ở mức hợp lý, tức là vẫn phải đảm bảo công việc và thu nhập của người lao động. Kịp thời xin tập đoàn điều chỉnh cái sản lượng. Thì từ 1.8 triệu mà chúng tôi dự kiến là năm nay chúng tôi đạt là 1.720.000, chúng tôi giảm 8.000 tấn than. Trong mấy năm gần đây, lượng than tồn kho của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản luôn trồi sụt ở mức 10 triệu tấn mỗi năm. Đây đang là trở ngại cho tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh của tập đoàn. Chúng tôi phải cân đối lại thị trường và tìm kiếm thị trường thêm, ví dụ như xuất khẩu, và chúng tôi phải tăng cường xuất khẩu lên, xin phép báo cáo nhà nước xuất khẩu lên. Cái thứ hai nữa là tăng cường cái chủng loại than chất lượng tốt để chúng tôi bán cho các cái hộ đa dạng các cái hộ tiêu thụ. Ví dụ như là các cái hộ tiêu thụ và thép, rồi là xi măng, rồi xuất khẩu các loại than chất lượng tốt. Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản cho biết, hiện tập đoàn đã lên kế hoạch giảm than bán cho ngành điện để hạn chế sự phụ thuộc trong khâu tiêu thụ. Nếu như lượng than tiêu thụ của ngành điện tăng, tập đoàn sẽ chỉ đạo tăng sản lượng khai thác và có tính đến nhập khẩu nếu như than không đủ cung cấp cho điện. Xuất khẩu thủy sản năm 2017 đạt mức là hơn 8,3 tỷ đô la Mỹ. Con số này được nhắc đến trong hội nghị tổng kết của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn diễn ra vào sáng ngày 4 tháng 1 như một thành tựu vượt bậc. Năm 2017, xuất khẩu tôm và cá tra đóng góp gần 70% kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Đây cũng là năm mà con cá và con tôm của đồng bằng sông Cửu Long đã góp phần tạo nên nhiều đột phá cho ngành thủy sản. Gắn bó với nghề nuôi cá hàng chục năm qua, chưa năm nào ông Nguyễn Văn Cân thu lãi ròng như năm nay. 4 ao cá tra này cho sản lượng vào khoảng 2.000 tấn. Vụ nuôi này ông Cân thu lãi hơn 14 tỷ đồng. Thường giá cá tra tăng, những dân nuôi cá như chúng tôi thì rất là phấn khởi. Nếu mà cái giá mà 28.000 thôi cũng lời được 7.000 ký rồi. Ví dụ anh bán được 1.000 tấn cá thì anh lấy được 7 tỷ. Cái tiền lãi đó. Hiện 1 kg cá tra như thế này khi xuất khẩu vào châu Âu có giá bán là hơn 4 đô la Mỹ. Mức giá này cao kỷ lục trong 10 năm trở lại đây.
từ việc phải lệ thuộc hoàn toàn vào thị trường, nhất là giá xuất khẩu. Nay con cá tra nước ta có thể tự quyết định vấn đề này. Cái quyết định về vấn đề cái giá bán ra là chúng ta đang nằm trong cái thế chủ động. Chủ động ở đây là cái gì? Chúng ta có thể là coi như ấn định được cái chất lượng và coi như ấn định được cái giá bán ra. Cùng với con cá tra, xuất khẩu tôm năm nay đem lại 2,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm tới 46% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, sản xuất tôm sạch là cơ sở để xuất khẩu tôm phát triển bền vững. Ứng dụng cái khoa học công nghệ, nhất là cái công nghệ cao trong cái phát triển nuôi tôm và tập trung cao mạnh cho cái quy trình sản xuất sử dụng theo phương thức biolog cũng như vi sinh, nó sẽ cải thiện được cái vấn đề, hạn chế được cái vấn đề về cái vấn đề dịch bệnh. Tại hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017, đại diện bộ này cho rằng nguyên nhân chính để xuất khẩu thủy sản đạt mức kỷ lục là do thị trường xuất khẩu thủy sản đã mở rộng. Sản xuất trong nước đã chuyển dần sang đầu tư công nghệ cao đối với tôm công nghiệp. Nhiều diện tích nuôi tôm quảng canh đã đi theo hướng sản xuất sạch và sản xuất tôm sinh thái. Cả tôm và cá tra đều vượt qua những rào cản về kỹ thuật của nhiều thị trường khó tính. Và cũng tại hội nghị tổng kết diễn ra vào sáng ngày 4 tháng 1, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng tiềm năng xuất khẩu thủy sản vẫn còn dư địa rất lớn nếu chúng ta sớm khắc phục được những tồn tại của ngành thủy sản năm 2017. Sự cố thẻ vàng của Liên minh châu Âu đối với hải sản đánh bắt là một ví dụ. Bởi sự cố thẻ vàng không chỉ tác động đến hải sản khai thác mà còn có nguy cơ tác động rất lớn đến cả sản phẩm hải sản nuôi. Và phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về những thách thức của ngành thủy sản cũng như những giải pháp để đạt được mục tiêu xuất khẩu 8,5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Năm 2018 thì tiếp tục cái đà 2017 thì chúng ta vẫn tập trung vào là trước hết là cái việc triển khai cái luật thủy sản theo những cái tinh thần mới để cho mọi người dân, đặc biệt là ngư dân cũng như các doanh nghiệp hiểu được những cái chuyển đổi từ một cái nghề cá nhân dân sang cái nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững. Thứ hai nữa thì chúng ta phải tập trung vào thực hiện cái tái cơ cấu trong cái thủy sản. Trên biển thì chúng ta phải cơ cấu lại cái đội tàu khai thác cũng như là cái kiểm soát tốt các cái cường lực khai thác, đặc biệt là xử lý đối với cái việc là những cái khuyến cáo của EC về cái thẻ vàng, là chúng ta phải sớm thoát ra khỏi cái thẻ vàng đối với thị trường EU. Đối với nuôi trồng thủy sản thì chúng ta cũng sẽ tập trung vào những sản phẩm chủ lực, đặc biệt là tôm, chúng ta đã có kinh nghiệm rồi. Còn đối với cá tra thì chúng ta cũng hiện nay cũng đang xây dựng những cái chương trình về nghiên cứu sản xuất giống đối với cá tra, chuyển từ các hộ nuôi nhỏ lẻ sang doanh nghiệp sản xuất giống và cũng như là chúng ta đảm bảo kiểm soát theo chuỗi giá trị. Thưa quý vị, vào ngày 4 tháng 1, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, sau khi đối tượng này bị trục xuất khỏi Singapore và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Phan Văn Anh Vũ sinh năm 1975, trú tại số 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn tại nơi cư trú. Vào ngày 21 tháng 12 năm 2017, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ khi bỏ trốn. Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm luật di trú của Singapore và bị trục xuất. Trong phần tiếp theo của bản tin, tại Thừa Thiên Huế, cầu Phú Lương B bất ngờ đổ sập khiến hàng trăm hộ gia đình bị chia cắt, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Không chỉ biết đến là thành phố với nhiều loài hoa rực rỡ sắc màu, Đà Lạt còn hút khách du lịch trong và ngoài nước với những loại rau củ quả giống hoa độc và lạ mắt. Thưa quý vị, các đợt lũ lụt xảy ra liên tiếp làm cho nhiều tuyến đường giao thông, cầu cống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị sạt lở, xuống cấp, sụt lún, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Mới đây, cầu Phú Lương B nối hai xã là Quảng An và Quảng Phước với tuyến tỉnh lộ dẫn về trung tâm huyện Quảng Điền cũng đã bị đổ sập, chia cắt nhiều hộ dân ở khu vực này. Cầu Phú Lương B nằm trên tuyến đường W3, tuyến giao thông quan trọng của huyện Quảng Điền. Từ khi cầu sập gây ra tình trạng bị chia cắt, nếu lưu thông ra bên ngoài phải đi vòng một quãng đường xa gấp 4 lần. Cây cầu Phú Lương B này đã được sử dụng 30 năm và đã xuống cấp nghiêm trọng.
Và trong cuối năm 2017 thì cây cầu đã bất ngờ đổ sập và khiến hai xã là Quảng An và Quảng Phước, huyện Quảng Điền bị chia cắt. Đường cầu trập này mà đi qua rất khó khăn vì phải đi vòng đường giữa thôn Quảng Phước và đi vòng về đến xã là mất 15 phút. Nguyên nhân cầu sập là do sử dụng quá lâu, kết hợp mưa lũ thường xuyên nên cầu đã xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt do đợt lũ hồi tháng 11 năm 2017, mức nước sông Bồ chảy mạnh khiến hai bên mố cầu xuất hiện sạt lở, mức độ hư hỏng ngày càng nặng. Được tình hình như đó thì xã cũng đã là chỉ đạo kịp thời cho ban điều hành thôn Phú Lương B trực tiếp để chuồng lại và ngăn cản lại không cho mọi người đi qua lại. Phòng kinh tế hạ tầng cũng đã cùng với đơn vị công ty quản lý sửa chữa đường 1 là bây giờ là sắp rò đá và giải pháp tạm thời là cậu rám để mà làm cái mặt cầu cái đoạn mà gãy đổ này để cho bà con đi lại. Và hướng đề xuất lâu dài thì cũng đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết là xây dựng cầu mới trên địa bàn huyện Quảng Điền. Ngoài việc sửa chữa một số tuyến đường phụ để người dân thuận tiện đi lại trong thời gian chờ đợi dự án xây cầu mới, chính quyền địa phương cũng tiến hành kiểm tra, rà soát chất lượng một số cây cầu có dấu hiệu xuống cấp trên địa bàn để có phương án khắc phục, đảm bảo giao thông đi lại cho người dân. Nhằm giúp người dân ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam sớm ổn định cuộc sống sau cơn bão số 12 xảy ra vào năm 2017, Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP đã hỗ trợ cho người dân 3 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Quảng Nam với tổng kinh phí là gần 15 tỷ đồng. Tại buổi làm việc với tỉnh Khánh Hòa vào sáng ngày 4 tháng 1, UNDP cho biết sẽ hỗ trợ 5 huyện của tỉnh Khánh Hòa gồm Khánh Vĩnh, Vạn Ninh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa xây 100 ngôi nhà, mỗi ngôi nhà được hỗ trợ là 2.200 đô la Mỹ, tức là tương đương 50 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ nhanh chóng triển khai các thủ tục để nhận hỗ trợ, đồng thời cam kết với UNDP sẽ đảm bảo tính minh bạch, đúng đối tượng tiếp nhận dự án. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng giao Hội chữ thập đỏ của tỉnh tiếp tục vận động từ các doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ thêm kinh phí dựng lại nhà cho bà con, ưu tiên cho các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu là có ít nhất hơn 50 ngôi nhà được hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Các doanh nghiệp sản xuất xăng E5 ở đồng bằng sông Cửu Long kiến nghị để thúc đẩy tiêu thụ xăng E5, nhà nước nên tiếp tục có những biện pháp giảm giá bán xăng E5 như là miễn giảm thuế bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp là 10% thay vì là 5% như hiện nay. Ngoài ra, cần tăng cường thông tin tuyên truyền nhằm giúp người tiêu dùng hiểu rõ về sản phẩm này. Hiện nay trên cả nước có 26 đầu mối được giao nhiệm vụ phân phối xăng E5 với lượng xăng dự báo cần có là 5,4 triệu mét khối. Riêng các cơ sở của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu ở Cần Thơ, Tiền Giang và Thành phố Hồ Chí Minh đã cung ứng được cho thị trường trên 3 triệu mét khối xăng E5 một năm. Trong thời gian gần đây, giá cát tăng đột biến do nguồn cát tự nhiên ngày càng cạn kiệt trong bối cảnh chính phủ đã có những hạn chế trong khai thác cát tự nhiên nhằm chống sạt lở. Vấn đề này đặt ra nhu cầu tìm giải pháp vật liệu thay thế cát tự nhiên. Và sau đây là câu chuyện tại Quảng Ninh về việc tái sử dụng các xỉ thải, chất thải trong khai thác than để sản xuất vật liệu thay thế cát trong xây dựng. Là đơn vị cung cấp bê tông cho nhiều công trình trọng điểm quốc gia như sân bay, đường cao tốc, xây dựng khu dân cư, công ty này đã dùng 100% vật liệu cát nghiền từ xỉ thải của ngành than thay vì phải sử dụng nguồn cát tự nhiên như trước đây. Loại vật liệu thay thế này có giá cả ổn định và chất lượng đồng đều. Đào hạt và mịn làm bê tông nó chất lượng nó đảm bảo. Giá cả hợp lý, sử dụng cho các công trình trọng điểm nhà nước như sân bay Vân Đồn, rồi khu tái định cư, rồi bên cầm phá, rồi các nhà dân. Bãi xỉ thải khổng lồ này là nguồn nguyên liệu để Công ty Cổ phần Thiên Nam, tỉnh Quảng Ninh với dây chuyền máy nghiền công nghệ cao đã tạo ra vật liệu cát nghiền có thể thay thế cát tự nhiên. Việc nghiên cứu sản xuất thành công loại vật liệu mới này không chỉ giúp giải quyết bài toán về sự khan hiếm của nguồn cát tự nhiên, mà nó đã góp phần giải quyết vấn đề môi trường khi mà những bãi xỉ thải do khai thác than tại Quảng Ninh trong nhiều năm qua ngày một lớn đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại địa phương này. Một năm ngành than này còn thải ra là từ 28 đến 32 triệu mét khối đá thải nữa. Áp lực của độ cao bãi thải nó gây ô nhiễm môi trường, sạt lở các khu dân cư, các vùng lân cận. Mỗi một năm công suất của nhà máy mà tiêu thụ được là tầm trên 3 triệu mét khối. Theo các chuyên gia, vật liệu cát nghiền có tính chất rất đặc biệt.
có thể điều chỉnh mô đun và tỷ lệ thành phần hạt theo từng yêu cầu cấp phối cho các loại bê tông khác nhau, cho phép tiết kiệm xi măng, nhựa đường, rút ngắn thời gian thi công và tăng tuổi thọ công trình. Trước thực trạng, nguồn cát tự nhiên đang bị khai thác quá tải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, ngành khoa học và công nghệ trong những năm qua cũng đã có những giải pháp nhằm nghiên cứu các loại vật liệu thay thế, trong đó có các loại vật liệu sử dụng từ các xỉ thải của ngành than. Đối với Bộ Khoa Công Nghệ thì hiện nay là chúng tôi đang triển khai cái chương trình khoa công nghệ nghiên cứu về vật liệu mới, vật liệu tiên tiến. Trong số các nội dung này thì nó có một cái nội dung rất quan trọng liên quan đến các cái vật liệu tiên tiến này, sử dụng từ các cái bã thải, phế thải. Theo thống kê của ngành xây dựng, mỗi năm nhu cầu cát xây dựng cần khoảng 100 triệu mét khối, lượng cát khai thác được chỉ đạt khoảng 30 triệu mét khối một năm, chỉ đáp ứng được hơn 20% nhu cầu. Và như vậy, việc sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên là nhu cầu tất yếu của ngành xây dựng. Vấn đề là làm sao tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất cát nghiền để có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường thời gian tới. Một đàn voi rừng 14 con đã gần 30 lần tấn công hoa màu của người dân trong khoảng một tháng. Sự việc xảy ra tại ấp 5, ấp 7, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai khiến người dân hoang mang. Nguyên nhân là đàn voi tấn công liên tục được cho là do vào mùa khô, thức ăn, nước uống trong rừng khan hiếm. Để ngăn đàn voi, từ tháng 7 năm 2017, Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai đã vận động hàng rào điện tử dài 50 km đi qua huyện Định Quán và Vĩnh Cửu. Hàng rào sử dụng năng lượng mặt trời với điện áp là từ 7 đến 10 kV, không gây nguy hiểm tới tính mạng của voi và người. Sắp tới, trong dự án khẩn cấp bảo tồn voi Đồng Nai, ngoài hàng rào điện tử ngăn voi, lực lượng chức năng sẽ triển khai các hạng mục như là trồng bổ sung thức ăn, cây thuốc trị bệnh, cải thiện nguồn nước uống nhằm cải thiện điều kiện sống của đàn voi một cách lâu dài hơn. Thưa quý vị, không chỉ biết đến là thành phố mộng mơ với nhiều loài hoa rực rỡ, nhiều màu sắc, Đà Lạt còn hút khách du lịch trong và ngoài nước, bởi đây còn là vùng đất cho ra đời những loại rau củ quả giống hoa lạ mắt. Có đặt chân đến những nông trang, vườn hoa quả nơi đây thì du khách mới cảm nhận được hết tính độc và lạ của chúng. Và ngay sau đây, hãy cùng phóng viên của chúng tôi dạo quanh một số vườn hoa quả như vậy. Một quả bí ngô có trọng lượng 40-80 kg, cá biệt có quả nặng tới 1 tạ. Một quả ớt sừng bò nặng trung bình hơn 300 gram, thậm chí tới 500 gram. Thay vì màu đỏ truyền thống, những quả cà chua tại đây được khoác lên màu đen tuyền làm mắt. Những hình ảnh này đang gây sốt trong giới trẻ cả nước. Mình đã cũng đã đi nhiều vườn, thì ở đến nay mình đi vườn dâu rồi một số vườn nữa. Tuy nhiên rằng là đây là lần đầu tiên mà mình thấy một loại trái cây nó lạ như thế này. Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, 2 năm gần đây được nổi lên là địa bàn có nhiều vườn độc lạ. Ngay tại vườn của anh Nguyễn Định, ngoài giống cà chua pep, dưa pepino, anh vừa đầu tư hơn 2.000 gốc ớt sừng bò. Cái nhu cầu về các loại rau ăn trái, rau sạch thì nhu cầu đang rất là cao. Do đó thì mình triển khai cái farm này để trồng các cái loại rau này. Nằm ở phường 12, vườn bí của ông Lê Hữu Phan luôn thu hút đông khách đến tham quan. Những quả bí ngô khổng lồ tưởng chừng như là khó có thể tìm thấy ở đâu tại Việt Nam thì lại đang hiện diện trong nhà vườn tại thành phố Đà Lạt. Thì mình ở đây là cái vùng mà tốt nhất để tiếp cận với du khách. Do đó là mình, với hơn nữa là mình có một cái nguồn giống rất là tốt, nhiều cái giống mới. Mình muốn là mình tạo ra những cái sản phẩm mới để cho du khách họ biết đến. Là độc là những gì mà các nhà vườn Đà Lạt đang hướng đến. Bao giờ cũng vậy, khi khởi nghiệp với những sản phẩm mới, nông dân luôn gặp nhiều khó khăn. Nhưng qua thời gian, cộng với sự kiên trì của nông dân, những loại rau củ này không chỉ giúp nông dân Lâm Đồng tăng thu nhập, mà là nơi để du khách tìm đến trải nghiệm và khám phá những loại hoa quả độc lạ chỉ có ở vùng đất cao nguyên này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hãy truy cập vào trang web vtv4.vn cũng như là YouTube để xem lại các chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.